Hello, xin chào tất cả mọi người. Và tiếp tục sáng ngày hôm nay thì xe G9 Eco của chúng tôi tiếp tục đi giao hàng ở bên Gò Vấp nha cả nhà. Tiếng đèn ở đằng sau nè cả nhà, hàng dữ lắm luôn. Đây cả nhà ơi, đoàn xe đang thẳng tiến về Gò Vấp nha. Đây, đường xá đông vui, tấp nập, nhộn nhịp chưa nào. Đã tới Gò Vấp nha cả nhà. Và đây chính là đóng hàng của chúng tôi, Sơn G9 Eco Hồ Chí Minh đi muôn nơi. Và hôm nay là giao hàng tại Gò Vấp nha. Tuyệt vời luôn.